sử gia trung quốc giải mã về lâm bưu và sự kiện lâm bưu bài viết này là bài báo nghiên cứu mới nhất về sự kiện lâm bưu của tiến sĩ tiêu công tần một nhà sử học nổi tiếng trung quốc giáo sư khoa lịch sử của viện nhân văn đại học sư phạm thượng hải bài viết này tác giả phân tích sâu sắc và toàn diện về nguyên nhân và hậu quả quá trình cụ thể và ảnh hưởng lịch sử của sự kiện lâm bưu tức vụ lâm bưu phó chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc, người được Mao Trạch Đông lựa chọn làm người thừa kế vĩ đại, bị tử nạn cùng vợ con do rơi máy bay tại Mông Cổ ngày 13 tháng 9 năm 1971 trong nghi án phản bội và chạy trốn. Dựa trên những dữ liệu lịch sử mà tác giả đã nắm được trong nhiều năm về Lâm Bưu và đưa ra nhận xét giải thích của riêng ông đối với một số tin đồn về sự việc Lâm Bưu trong xã hội. Trong bài viết này, tác giả đã tạo nên một phát thảo tương đối rõ ràng về chuỗi chứng cứ và toàn bộ sự kiện lâm bưu. Sau khi phân tích toàn diện, đã phục dựng lại sự thật cơ bản của sự kiện. Bài báo, bài viết được tác giả ủy quyền cho đa chiều xuất bản để phục vụ bạn đọc. Bài viết có nhan đề khảo sát về sự kiện lâm bưu, dài hơn 40.000 từ, được chia thành nhiều phần và đăng tải theo trình tự. Bí ẩn lớn nhất trong một thế kỷ lịch sử Trung Quốc. Vào 12 giờ 20 phút nửa đêm ngày 13 tháng 9 năm 1971, trong gió lạnh ở sân bay Sơn Hải Quan, Lâm Bưu đầu chọc lóc thở hồn hèn leo lên chiếc thang tạm được chiếc chuyên cơ chi đen số 256 của ông thả xuống. Hai giờ sau khi cất cánh, chiếc máy bay bị rơi ở Odona, Mông Cổ. Đây chính là sự kiện ngày 13 tháng 9 sắp được kỷ niệm 50 năm ngày xảy ra. Sự kiện trọng đại này trong thời kỳ cách mạng văn hóa đã gây chấn động Trung Quốc và thế giới. Lịch sử nguyên nhân và hậu quả của nó đến nay vẫn còn là kỳ bí khó hiểu trong mắt thế giới với đầy dãy tin đồn liên quan có thể được tìm thấy trên mạng. Một trong những tin ly kỳ nhất được lan truyền rộng rãi là Thư viện Đông Á của Đại học Berkeley, California được cho là đã thu được đoạn ghi âm trực tiếp của chiếc máy bay chuyên cơ số 256. Trong đó tiết lộ, phi công Phan Cảnh Dần đã nhận được sứ mạng bí mật của cấp trên để máy bay cố tình bay đến Mông Cổ và gây ra vụ nổ. Đoạn ghi âm này có ảnh hưởng rất lớn trên xã hội. Do thông tin rất không cân xứng, phần lớn độc giả là nhóm người thiệt thòi trước lịch sử phức tạp, nên một số kẻ bịa đặt tin đồn dễ dàng lừa gạt họ còn dễ hơn trẻ con cũng có người còn viết mô tả lâm bưu là anh hùng thất thế của nước cộng hòa nhân dân trung hoa ngoài ra theo hồi ký của lâm đầu đậu tức lâm lập hằng con gái của lâm bưu sách lời kể của lâm đầu đậu do thư vân chỉnh lý được nhà xuất bản minh kính ấn hành năm 2012 sau đây gọi là hồi ức của lâm lập hằng Thủ tướng Chu Lai đã nhận được báo cáo của Lâm Đậu Đậu vào tối ngày 12 tháng 9 và biết rằng Lâm Lập Quả, con trai của Lâm Bưu, sẽ cưỡng ép Lâm Bưu lên máy bay và tàu thoát. Chu Lai qua điện thoại yêu cầu Lâm Đậu Đậu cũng lên máy bay. Do máy bay của Lâm Bưu bị rơi 2 giờ sau khi cất cánh, nhiều người suy luận rằng đây là bằng chứng thép cho thấy Chu Lai cố tình diệt khẩu Lâm Đậu Đậu cùng Lâm Bưu để chứng minh rằng đây là một âm mưu kinh hoàng đặt bom hẹn giờ được sử dụng để ám sát lâm bưu trên máy bay cái gọi là hộp đen ghi âm nói trên của đại học california dường như cũng xác nhận cho phán đoán này có thể nói kể từ thời trung quốc cận đại đến nay sự kiện lâm bưu là một bí ẩn lịch sử lớn nhất và được bàn luận nhiều nhất gần nửa thế kỷ sau khi sự kiện lâm bưu xảy ra mọi người đều hy vọng sẽ biết được sự thật của sự kiện này Cần phải thừa nhận rằng nếu 10 năm trước việc làm sáng tỏ những bí ẩn xung quanh sự kiện này là vô cùng khó khăn. Ngay cả các học giả và chuyên gia có thẩm quyền của Trung Quốc cũng không thể làm rõ nguồn cơn. Điều này là do các học giả và người dân thường đều khó có thể biết được những bí mật của giới chính trị cấp cao trong cách mạng văn hóa. Dù là lời nói và phán đoán của các đương sự sau sự kiện cũng thường mâu thuẫn và rời rạc do hạn chế về góc độ quan sát của mỗi người không cho phép mọi người nhìn rõ sự thật tổng thể của sự kiện. Ngay cả giới nghiên cứu uy tín quốc tế về lịch sử cách mạng văn hóa, chẳng hạn như giáo sư Roderick, giám đốc trung tâm Freibank về nghiên cứu Trung Quốc tại Đại học Harvard. Trong công trình cuối cùng của ông về lịch sử cách mạng văn hóa cũng chỉ nhắc đến sự kiện lâm bưu qua loa, lời lẽ không rõ ràng. Một số nhận định quan trọng của ông cũng rõ ràng là sai lệch. Ví dụ ông suy luận Mao Trịnh Đông cố tình đưa Lâm Bưu lên làm chủ tịch nước để Lâm Bưu bị đánh đổ như Lưu Thiếu Kỳ. Tuy nhiên, may mắn thay kể từ sau năm 2009, một số lượng lớn các hồi ký liên quan trực tiếp đến sự kiện Lâm Bưu, bao gồm cả hồi ký của bốn vị ái tướng của Lâm Bưu trong văn phòng quân ủy thời kỳ cách mạng văn hóa là Khâu Hội Tác, Ngô Pháp Hiến, Lý Tác Bằng và Hoàng Bình Thắng đã được xuất bản ở nước ngoài. Một loạt bản ghi chép các cuộc phỏng vấn miệng nhiều cá nhân và nhân vật cấp cao cũng đã được xuất bản ở Trung Quốc và nước ngoài. Bản thân tác giả Tiêu Công Tần cũng may mắn đọc được một số hồ sơ phỏng vấn 100 người liên quan đến sự kiện lâm bưu. Cuốn sách cũng nêu chi tiết thời gian và địa điểm của cuộc phỏng vấn giữa người phỏng vấn và được sự. Trong những năm gần đây, hồi ký của Khang Đình Tử phi công phụ không lên chuyên cơ 256 cũng đã được xuất bản. Là một nhân chứng sự kiện và chuyên gia về máy bay, ông đã khảo sát và suy nghĩ về sự kiện Lâm Bưu trong suốt 40 năm. Cuốn sách này cung cấp cho chúng ta những thông tin chuyên môn rất quan trọng để hiểu về sự kiện ngày 13 tháng 9. Ngoài ra hồi ký của Tạ Tĩnh Nghi, thư ký của Mao Trạch Đông vào thời điểm đó, gần đây cũng được xuất bản. Trong thời gian dịch bệnh Covid-19, người viết bài này Tiêu Công Tần tình cờ đọc được một chi tiết trong phát biểu của ông Chu Ân Lai khi tiếp tạ tĩnh nghi mà bà đã vô tình tiết lộ trong cuốn sách. Nó có thể đóng vai trò then chốt trong việc tháo gỡ bí ẩn quan trọng nhất trong sự kiện lâm bưu. Điều này cho phép tác giả có thể giải thích sự liên tục của sự kiện lâm bưu. Đây là lý do tại sao hiện nay tác giả viết ra bài này. Đặc biệt, cần phải chỉ ra rằng trong nửa thế kỷ qua, Hầu hết nhân vật liên quan đến sự kiện lâm bưu Đều đã là người thiết cổ Số còn sống hiện không nhiều Hầu hết đều đã ở độ tuổi 80-90 Có thể nói Cơ hội lịch sử để lại Cho các nhà sử học Và các đương sự cùng nhau tìm hiểu Xác minh sự thật lịch sử không còn nhiều nữa Mong họ đọc được bài viết của tác giả Đăng tại đây Cũng mong các bạn đọc có liên hệ với họ hoặc người thân bạn bè của họ giới thiệu bài viết cho họ rất mong được họ phê bình góp ý sửa chữa và kiến nghị về những phân tích, nhận định đánh giá của tác giả. Làm như vậy là có trách nhiệm với người Trung Quốc tương lai, chúng ta không nên mãi mãi để lại những bí ẩn cho con cháu tương lai. Sự tan vỡ của quan hệ Mao Trạch Đông Lâm Bưu. Lâm Bưu là người như thế nào? Lâm Bưu không phải là anh hùng thất bại của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, như một số người gọi mà ông là người liên tục thúc đẩy mạnh mẽ trào lưu tư tưởng cực tả trong suốt thời gian dài. Trước cách mạng văn hóa, trong thâm tâm, Lâm Bưu không phải là một người sùng bái Mao Trạch Đông. Ông thực sự bất bình với một số cách làm của ông Mao. Tuy nhiên, chỉ cần ông Mao triệu tập vào trung ương để họp, ông sẽ luôn xuất hiện trên bục hội nghị với thái độ cực tả hơn bất cứ, hơn bất kỳ ai. Đó là trường hợp Bành Đức Hoài bị phê phán tại hội nghị Lư Sơn năm 1959. Điều tương tự cũng xảy ra tại hội nghị 7.000 người năm 1962. Và điều này cũng đúng khi Chu Đức bị chỉ trích là người có dã tâm tại cuộc họp Bộ Chính trị mở rộng vào cuối tháng 5 năm 1966. Trong nhiều năm, Lâm Bưu liên tục cổ suý sùng bái cá nhân lãnh tụ đẩy Trung Quốc vào một thảm họa cực tả nghiêm trọng. Để hùa theo chính sách cực tả ông đã tung ra rất nhiều nhận xét tàn nhẫn và gay gắt, đổ dầu vào lửa. Ông phải chịu trách nhiệm lớn lao trước lịch sử về chủ nghĩa cực tả của cách mạng văn hóa Trung Quốc. Mặc dù Lâm Bưu là một chiến tướng xuất sắc và đã đóng góp rất nhiều vào việc thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nhưng ông không phải là một người lính có tấm lòng cởi mở, tính cách u uất hướng nội, lòng dạ không rộng mở, bệnh tật dày vò lâu ngày cũng khiến tâm lý của ông bị biến đổi ngày 18 tháng 5 năm 1966, ông phát biểu cuộc chính biến tại cuộc họp mở rộng của Bộ Chính trị, nói về các kiểu đảo chính trong và ngoài nước. Thông qua màn trình diễn sáng tạo của ông, giới cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bị ông biến một khu vực nguy hiểm đầy mìn đảo chính. Cũng chính vì Lâm Bưu đã thông qua Diệp Quần, vợ của ông, báo cáo với Mao Trạch Đông mà Tổng Tham mưu trưởng La Thụy Khanh trở thành vị tướng đầu tiên bị đánh đổ sau khi cách mạng văn hóa bùng nổ. Dưới sự xúi dục của ông, Kha Sinh đã bịa đặt nguyên soái Hạ Long là người chủ trì cuộc binh biến tháng 2 không hề có. Cần phải chỉ ra rằng, vào thời kỳ đầu của cách mạng văn hóa, Lâm Bưu không hề thủ động mà là chủ động trong việc cổ suý và hùa theo đường lối cực tả. Ông là người thừa kế lãnh tụ tối cao và là người đắc lợi nhất trong thời kỳ đầu cách mạng văn hóa. Ông ngay từ đầu đã dễ dàng thực hiện lợi dụng các cơ hội để loại bỏ những người khác phe cánh. Khi sự kiện ngày 20 tháng 7 xảy ra Vũ Hán, Lâm Bưu cố tình phóng đại mức độ nghiêm trọng của sự kiện, nói rằng có khả năng xảy ra đảo chính. Và muốn ông Mao Trịnh Đông rời khỏi Vũ Hán, đồng thời ông cùng với Giang Thanh chủ trì một hội nghị ở Bắc Kinh để gán cho Trần Tái Đạo là phản động. Ông muốn lợi dụng cơ hội này để đánh đổ các cán bộ của phương diện quân đỏ số 4 không thuộc dã chiến quân 4 để người thuộc dã chiến quân 4 của mình thay thế. Giang Thanh cũng ủng hộ điều này. Lâm Bưu đã lợi dụng Giang Thanh để đạt được mục đích loại bỏ những người không thuộc phe cánh. Phái cách mạng văn hóa trung ương của Giang Thanh thì lợi dụng cơ hội này để mở rộng ảnh hưởng của họ. Đây là thời kỳ mối quan hệ giữa Lâm Bưu và Giang Thanh tốt đẹp nhất. Sau sự kiện ngày 20 tháng 7 ở Vũ Hán, Lâm Bưu ủng hộ và tích cực rêu rao lôi cổ một nhóm người trong quân đội. Điều này cũng thể hiện chủ nghĩa cơ hội của ông. Lâm Bưu thúc đẩy chủ nghĩa cực tả lên đến đỉnh điểm và thuyết thành tựu của cách mạng văn hóa là vĩ đại, vĩ đại nhất đã ra đời vào thời điểm này. Tuy nhiên Lâm Bưu vẫn có một ưu điểm là lý trí bên trong ông vẫn chưa bị xóa bỏ hoàn toàn. Ông cũng tiến hành suy nghĩ lại về những thảm họa cực tả gây ra bởi cuộc tạo phản và đấu tranh vũ trang trong các giai đoạn khác nhau của cách mạng văn hóa chẳng hạn sau khi bộ trưởng bộ công nghiệp than trương lâm chí bị lãnh tụ điểm danh là kẻ theo con đường tư bản và bị phe tạo phản đánh chết tươi lâm bưu đã mời vợ trương lâm chi đến nhà mình khi chụp ảnh lưu niệm ông nhất quyết để vợ kẻ đi con đường tư bản còn sống sót này ngồi giữa ông ngồi bên cạnh bà để thể hiện sự tôn trọng đối với người đã khuất điều này cho thấy ông cũng phản cảm và nghi ngờ về cách mạng văn hóa lâm bưu một con người đa nhân cách có thể nói do nền chính trị trung quốc cực kỳ phức tạp trong thời kỳ cách mạng văn hóa lâm bưu đã có nhân cách kép phức tạp trong quá trình thích nghi với môi trường sinh tồn này một mặt với tư cách là một nhà chiến lược quân sự đã dày dạn xa trường lâm bưu có một lý trí thông thường đơn giản và thực dụng ngay từ những ngày đầu thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ông đã cho rằng nền kinh tế Trung Quốc vẫn chưa phục hồi, vết thương đầy mình và người Triều Tiên nên đánh du kích trên đất nước của họ, không nên để Trung Quốc tham chiến. So với Mao Trịnh Đông, ông quan tâm đến sự việc phát triển lực lượng sản xuất và nâng cao mức sống của nhân dân Trung Quốc hơn là đấu tranh giai cấp. Tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông chỉ thị cho Trần Bá Đạt viết cho ông một bản dự thảo báo cáo chính trị nhấn mạnh đến sản xuất điều này khiến ông Mao không hài lòng mặt khác kể từ sau sự kiện cao cương phó chủ tịch chính phủ bị cáo buộc phản bội tự sát chết năm 1954 môi trường chính trị bất thường ở cấp cao nhất của đảng ngày càng trở nên tồi tệ hơn do nhu cầu sinh tồn của giới chính trị cấp cao Lâm Bưu đã học được kiểu tồn tại chính trị bằng cách hùa theo khuynh hướng chính trị tả khuynh của lãnh tụ để tự bảo vệ mình tại hội nghị lưu sơn mao trịnh đông coi lâm bưu như một người cứu viện ông từ trạng thái ẩn cư bước lên bục cao giọng ca tụng ông mao khi làm điều này ông nhận được sự tin tưởng lớn hơn từ lãnh tụ và những sự tưởng thưởng lớn lao từ đó ông trở thành bộ trưởng bộ quốc phòng điều này cũng cho phép ông người đang ra rìa vì một căn bệnh mãn tính được quay trở lại sân khấu chính trị Tại hội nghị 7.000 người, Bành Trân đề nghị nhà lãnh đạo tức Mao Trịnh Đông nên tự phê bình trong đảng. Theo yêu cầu của Bành Trân, ông Mao Trịnh Đông đã nhận trách nhiệm về nạn đói 3 năm trước hội nghị. Vào thời điểm quan trọng này, Mao Trịnh Đông một lần nữa yêu cầu Lâm Bưu đứng ra cứu giá. Lâm Bưu đã dùng giọng điệu còn cao hơn tại hội nghị Lư Sơn để ca ngợi thành tích lớn lao và sự vĩ đại anh minh của nhà lãnh đạo. Ông nói, tất cả những sai lầm mà chúng ta mắc phải trong đại nhảy bọt là do chúng ta không nghe lời nhà lãnh đạo chỉ cần chúng ta nghe lời nhà lãnh đạo chúng ta sẽ không mắc phải những sai lầm hiện nay lâm bưu xuất hiện với những phát biểu gây sốc bầu không khí suy tư và sửa lỗi trong đảng đã hình thành trước đó đã bị ông ta cuốn sạch trơn sự cảm kích của nhà lãnh đạo đối với ông là điều có thể tưởng tượng được sau đó Mao Trịnh Đông nói với một số cán bộ cao cấp xung quanh mình Ai trong các người có thể phát biểu tốt như Lâm Bưu Không thể chỉ biết chăm chỉ học tập Lãnh tụ lại trả ơn Lâm Bưu Địa vị của Lâm Bưu trong đảng ngày càng cao Là một người buộc phải đứng bên lề đời sống chính trị Do mắc bệnh hiểm nghèo Cảm giác vinh quang này giống như một liều thuốc tăng trưởng Đưa Lâm Bưu trở lại trải nghiệm đỉnh cao của cuộc đời nhưng có lẽ trong lòng Lâm Bưu không có mâu thuẫn. xét cho cùng ông ta là một người của lý trí, làm thế nào ông có thể giải thích được việc bản thân bất chấp sự thật trong khi phát biểu trước hội nghị? Ông quả thực đã tìm ra lý do cho chính mình, tức là Trung Quốc hiện đang ở trong thời kỳ khó khăn. càng lúc khó khăn thì đảng càng không được chia rẽ, Trung Quốc càng không thể không có lãnh tụ như ông Mao. nếu không sẽ lâm vào tình trạng lộn xộn bất lợi cho sự nghiệp cách mạng và đoàn kết xã hội của Trung Quốc. Theo quan điểm của Lâm Bưu, ông là người thuộc hệ phái của ông Mao và cũng là hệ phái song nhất, tức phương diện số 1 Hồng Quân và quân đoàn 1 Hồng Quân, như cái ông gọi là trực hệ của lãnh tụ. Vì vậy nếu Lâm Bưu không đứng ra để hộ giá Mao Trịch Đông thì liệu còn ai đủ tiêu chuẩn hơn? Khi trong lòng Lâm Bưu nghĩ như vậy, tự an ủi bản thân, có những lý do như vậy nói với người khác những lời như vậy, nội tâm của ông mới thấy bình ổn. Những người nghe chỉ có thể suy nghĩ theo dòng tư duy của ông. Dưới thể chế và thời điểm đó, mọi người nghĩ như thế cũng hợp lý. Đầu tháng 8 năm 1966, khi ông Mao thông qua, quân Đông Hưng gọi điện cho Lâm Bưu thông báo ông đến Bắc Kinh để dự hội nghị. Để tham dự hội nghị toàn thể lần thứ 11 của Ban chấp hành Trung ương khóa 8. Lâm Bưu đang nghỉ dưỡng ở bãi biển Đại Liên Trong lòng không muốn quay lại Bắc Kinh Con gái Lâm Đậu Đậu Thấy Lâm Bưu khẽ thở dài và nói một mình Không phải tôi đã xin phép đi nghỉ dưỡng hay sao Khi về đến Bắc Kinh Lâm Bưu đã được sắp xếp vào sống ở Đại Lễ Đường Nhân Dân Mao Trịnh Đông đích thân đến thăm và trò chuyện việc Đây là một vinh dự rất lớn lao Không lâu sau Lâm Bưu đã thay thế Lưu Thiếu Kỳ trở thành người kế vị chính thức của Mao Trạch Đông. Khi Mao Trạch Đông đề nghị ông lên Bắc Kinh họp lần nữa, trong thâm tâm Lâm Bưu đã đoán được đây sẽ là lần thứ ba ông ra mặt trong đời sau hội nghị Lư Sơn năm 1959 và cuộc họp 7.000 người năm 1962. Tuy nhiên, sau khi mắc bệnh hiểm nghèo vào đầu những năm 1960, Lâm Bưu đã là một bệnh nhân nặng cả về tâm lý và thể chất. Loại bệnh có khuynh hướng mắc chứng trầm cảm này khiến ông thiếu thốn niềm vui cho cuộc sống, cũng không còn thấy niềm vinh dự và cảm giác vui vẻ của những người khỏe mạnh. Ông là một bệnh nhân nặng cả về tâm lý và thể chất, nhưng được nhà lãnh đạo coi trọng như thế, ông không thể không ra tay lúc này. Lúc đó trong lòng Lâm Bưu cũng thực sự không mấy hứng thú với chính trị. khu hội tác đã kể lại trong hồi ký của mình rằng, vào tháng 8 năm 1966, trong hội nghị toàn thể lần thứ 11 của Ban chấp hành Trung ương khoa 8, Lâm Bưu đã được Mao Trịnh Đông chỉ định làm người kế nhiệm. Khi đó một nhóm thuộc hạ cũ của Lâm Bưu ở giã chiến quân số 4 đang họp đã nhân cơ hội hiếm có này đến thăm dinh thự của Lâm Bưu để tỏ ý chúc mừng. Thật bất ngờ, trước mặt những thuộc hạ cũ của mình, Lâm Bưu không hề tỏ ra phấn khởi. Điều này hoàn toàn có thể hiểu được. Trên thực tế, Lâm Bưu lo lắng hơn là phấn khởi bởi vì trạng thái về thể chất và tâm lý của ông không còn cho phép ông tận hưởng niềm vui của đỉnh cao quyền lực sự yên tĩnh và nghỉ dưỡng còn quan trọng hơn đối với ông ông không muốn bị cuốn vào đời sống chính trị phức tạp vì ông biết quá rõ những khó khăn trong đó tuy nhiên một khi bước vào chính trường cấp cao ông lại như trở thành một người khác được tiêm một liều thuốc kích thích ông ca ngợi sự vĩ đại của lãnh tụ một cách mạnh mẽ tới khàn cổ ông biết rằng lãnh tụ thích nghe những điều như vậy Đồng thời lãnh tụ khi đó cũng cho rằng việc sùng bái cá nhân như thế là cần thiết để đạt được mục tiêu cách mạng vĩ đại và là nhu cầu của chính trị cách mạng. Mọi người sẽ hỏi những câu như thế này. Vào lúc đó, Lâm Bưu quả thực không cần thiết phải đổ thêm dầu vào lửa cho phe cực tả trong nền chính trị của Trung Quốc. Ông hoàn toàn có thể chọn cách hạ thấp giọng hoàn toàn không cần thiết phải thúc đẩy phe cực tả theo hướng cực đoan quá khích như vậy. Nếu giữ cách thấp giọng, ông cũng không thể vì thế mà mất các điều kiện và quyền lợi của một anh hùng của nước cộng hòa để yên tâm dưỡng bệnh. Vậy tại sao ông lại phạm sai lầm hết lần này đến lần khác? Có lẽ ở đây liên quan đến khía cạnh bí mật nhất, sâu sắc nhất và phức tạp nhất của bản chất con người. Bất kỳ sự thông cảm nào đều vô ích, chúng ta chỉ có thể dùng lời nói của một người thuộc hạ già, người biết rõ tính cách của Lâm Bưu nói khi ông tiếp cận Lâm Đậu Đậu sau cách mạng văn hóa Đó là Dù thẻ nào thì cha cô thật là kẻ ích kỷ Lâm Bưu Người đang trong tình trạng Lui về an dưỡng vì bệnh tật Quả thực có tâm lý ghen tị Với những thủ hạ cũ Dưới ánh hào quang của quyền lực Ví dụ Lâm Bưu không thích La Thủy Khanh Người có chức cao quyền trọng Ông đã yêu cầu Diệp Quần Vợ mình thay mình tố cáo La Lên nhà lãnh đạo trong suốt mấy giờ điện Mao Trịnh Đông buộc La Thụy Khanh từ chức rõ ràng vì nghi ngờ mối quan hệ của ông và Lưu Thiếu Kỳ. Nhưng đó cũng có thể được coi là sự đáp ứng của Mao đối với yêu cầu loại bỏ La Thụy Khanh của Lâm Bưu. Thế là một vòng luận quẩn được hình thành. Lâm Bưu nói dối vì lợi ích lớn hơn. Trong khi Lâm Bưu được lợi, ông càng phải hùa theo chủ trương chính sách sai trái của nhà lãnh đạo nên càng luôn sâu hơn. Những sai lầm của nhà lãnh đạo càng lớn thì sự oán trách của các cán bộ càng mạnh và nhà lãnh đạo càng cảm thấy cần phải có các phát biểu cực tả như của Lâm Bưu. Và Lâm Bưu vì lý do đàng hoàng là trong đảng không thể chia rẽ tiếp tục biện minh và hùng hồn phát biểu phóng đại sự vĩ đại của nhà lãnh đạo. Lâm Bưu đã sử dụng phong cách dứt khoát và ngắn gọn của quân nhân để diễn đạt Hiểu cũng phải chấp hành, không hiểu cũng phải chấp hành một số từ nói quá lên và thô có vẻ không thể chấp nhận được. Nhưng trong thể chế văn hóa hình thành từ chiến tranh cách mạng, chúng lại có hiệu quả đặc biệt. Nó có thể kích hoạt những thứ mà mọi người quen thuộc trong chiến tranh và chấp nhận nó như một mệnh lệnh và lời kêu gọi để bảo vệ đại cục. Trong khi nhận được sự ủng hộ sùng bái cá nhân của Lâm Bưu, Mao Trịnh Đông đã giải thích một cách lãng mạn hơn về khát vọng cách mạng của mình. Vì vậy ông đã rơi vào những sai lầm hơn nữa Từ đại nhảy vọt và chống hữu khuynh Đến phát động cách mạng văn hóa Vì vậy ông càng hy vọng nhận được sự ủng hộ của Lâm Bưu Một vòng tuần hoàn tồi tệ lặp đi lặp lại Từ những năm 1950 đến cách mạng văn hóa Logic tương tác Mao Lâm đã được lặp lại theo cách này Lâm Bưu lại được trọng dụng một lần nữa Nhưng cái giá phải trả trong đảng là cơ hội sửa chữa những sai lầm đã hình thành trong đời sống của đảng lại một lần nữa mất đi. Tư duy giới chính trị cấp cao trong đảng không còn dùng lý trí và kiến thức làm cơ sở nữa mà lấy hệ tư tưởng tả khuynh làm tiêu chuẩn. Lâm Bưu phải chịu trách nhiệm chính trị lớn về việc phá hoại trật tự tốt đẹp của đời sống chính trị trong đảng. Tuy nhiên, trong cái vòng luận quần này, trong khi Lâm Bưu được thỏa mãn hoàn toàn về tâm lý và tinh thần ở trạng thái cực biệt thì ông lại càng đứng bên bờ vực thẳm Lý trí thực dụng của ông cũng rơi vào trạng thái lò lắng Nhà lãnh đạo đã phát động của cách mạng văn hóa Với chủ nghĩa lãng mạn cách mạng Ngày càng vượt qua suy nghĩ thông thường Và coi đấu tranh vũ trang toàn quốc Và nội chiến là những triển khai chiến lược Để thực hiện hóa một thế giới mới lý tưởng Lâm Bâu thì xuất phát Từ tính hợp lý thông thường Và theo bản năng càng trở nên chán ghét hơn Khi mất kiểm soát cảm xúc Ông ta thậm chí xé nát các giấy ủy nhiệm Được ông Mao cấp cho ông ở nhà Có những hành động cực đoan như thế Cho thấy sự bất bình của ông Đối với cách mạng văn hóa Lớn đến mức nào Tuy nhiên Lâm Bưu biết rằng Việc thể hiện trực tiếp suy nghĩ của mình Với nhà lãnh đạo là vô nghĩa Chỉ có thể phục tùng Khi thấy mệt mỏi với sự phục tùng vô điều kiện của mình Ông thậm chí không viết vào các văn bản được trình lên Mà để người thư ký bắt trước bút tích của mình cho xong chuyện. Đó không phải là lâm bưu quá lười biếng mà là xuất phát từ sự nổi loạn và ác cảm với các tài liệu cực tả. Một mặt, sự hùa theo trào lưu cực tả của lâm bưu bị thúc đẩy bởi những ham muốn ích kỷ khiến ông được nhà lãnh đạo ưu ái, do đó thoát khỏi trạng thái cô độc của bệnh tật dài ngày và hưởng thụ địa vị quyền lực khổng lồ trong tiếng vỗ tay và hoa tươi. Mặt khác là một bệnh nhân mắc cái vấn đề về thể chất và tâm lý nghiêm trọng không quan tâm đến cuộc sống trần tục, chán ghét chính trị và sự kêu gọi thường xuyên của lý trí cũng khiến ông khó chấp nhận các chính sách cấp tiến của Mao Trịnh Đông. Có thể nói, Lâm Bưu là người trong đảng công khai ca ngợi nhà lãnh đạo trước công chúng nhiều nhất, đồng thời cũng là người có đánh giá thấp nhất về nhà lãnh đạo khi riêng tư. Tất cả những yếu tố này đan vào nhau một cách phức tạp, hình thành nên sự đa nhân cách đặc biệt của Lâm Bưu có thể hình dung được rằng chính tính hai mặt của lâm bưu đã khiến ông nói nhiều lời thô bạo về mao trạch đông khi ở riêng với lâm lập quả bản thân lâm bưu phải chịu trách nhiệm rất lớn về hành động của người con trai sau này đã mang lại tai họa cho gia đình mối quan hệ mao trạch đông lâm bưu tan vỡ như thế nào phe tạo phản cấp tiến trong quân đội đã tiến hành phê đấu tàn khốc đối với số lớn các cán bộ cũ cấp dưới của Lâm Bưu là khu hội tác đã bị đánh cho đến chết đi sống lại phải viết một bức thư để nhờ ông cứu giúp. Khi nhận được bức thư, Lâm Bưu đã run lên vì tức giận. Khi làm gió ngược tháng hai, tức nhóm các tướng lĩnh trong bộ chính trị chống lại tổ cách mạng văn hóa trung ương tháng hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi xảy ra. Trong lòng Lâm Bưu hoàn toàn ủng hộ các tướng soái cũ, Mao Trạch Đông khôn khéo gắn kết mình với Lâm Bưu. Mao nói Lâm Bưu vị trí của ông cũng không ổn đâu Ông ta còn nói sẽ lại lên núi Để đánh du kích và mang Lâm Bưu đi cùng Như một gợi ý để Lâm Bưu không nên tham gia cùng với các tướng xoài Một khi nhà lãnh đạo nổi giận Lâm Bưu lập tức thay đổi thái độ Và bạch rõ danh giới với các tướng xoài cũ Tuy nhiên những nghi ngờ của ông về cách mạng văn hóa Từ đó ngày càng sâu sắc hơn tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tư cách người kế nhiệm của ông đã được đưa vào điều lệ đảng. Đây là phần thưởng của nhà lãnh đạo dành cho ông. Nhưng trong bản dự thảo đầu tiên của báo cáo chính trị đại hội 9 mà Lâm Bưu ủy nhiệm cho Trần Bá Đạt chuẩn bị cho ông, Lâm Bưu đã đi ngược lại ý muốn của ông Mao và nhấn mạnh phải phát triển các lực lượng sản xuất. Sự biến đổi này cần được hiểu là sự kêu gọi của lý trí thực dụng bên trong lâm bưu. Nhưng điều này khiến Mao Trịnh Đông bắt đầu cảm thấy không hài lòng với ông. Nhưng sự không hài lòng này rất mờ nhạt. Mao Trịnh Đông chỉ nói một cách dừng dưng tại cuộc họp. Có rất nhiều quân nhân tại hội nghị trả trách các hãng thông tấn nước ngoài nói chúng ta là một chế độ quân sự chuyên quyền quan liêu. Do mơ hồ cảm thấy sự bất đồng của Lâm Bưu với mình, Mao Trịnh Đông bắt đầu có sự nghi kỵ về Lâm Bưu. Khoảng nửa năm sau đại hội 9, sau sự kiện đảo Trân Bảo tức vụ xung đột quân sự Trung Xô, Lâm Bưu đã ban hành mệnh lệnh số 1 chuẩn bị chiến tranh với Liên Xô. Văn bản lưu hành này được gửi cho Mao Trịch Đông. Mao nghi ngờ đây là kịch bản diễn tập trước của việc Lâm Bưu cướp chính quyền. Ông ta vô cùng tức giận và thậm chí đốt bản lưu hành bằng một que diêm trước mặt Uông Đông Hưng. Sau đó người ta mới phát hiện ra rằng Cái gọi là mệnh lệnh số 1 Là tên tạm thời do những người quản lý cụ thể lúc đó Đạt theo nhu cầu đánh số mà Lâm Bưu không hề biết Lúc này sự dạn nứt Mao Lâm đã hình thành sâu sắc Tại hội nghị toàn thể lần thứ hai Của Ban chấp hành Trung ương khóa 9 Năm 1970 ở Lư Sơn Lâm Bưu đã tính toán sai tình thế Do ảnh hưởng bởi Trần Bá Đạt Và Uông Đông Hưng ông ta đã lầm tưởng rằng giang thanh và trương xuân kiều không còn được mao trực đông tin tưởng nữa lâm bưu cho rằng thời cơ để ông phát động cuộc tấn công chống lại kẻ thù chính trị giang thanh đã chín muồi vì vậy ông đã có một bài phát biểu dài phê phán trương xuân kiều tại hội nghị dù không nêu rõ tên nhưng bài nói đã thu hút được sự ủng hộ mạnh mẽ của hầu hết các ủy viên trung ương tham dự tại cuộc họp khí thế của ủy viên ủy ban trung ương nôn nóng đòi lôi cổ trương xuân kiều ra mạnh đến mức mao trạch đông thấy rằng cuộc cách mạng văn hóa có nguy cơ bị phủ nhận sau lưng ông do đó mao quyết định phản công lâm bưu bằng phong trào phê trần chỉnh phong sau hội nghị lơ sơn này mao trạch đông thông qua nhiều cách khác nhau yêu cầu lâm bưu kiểm điểm nhưng lâm bưu không chịu kiểm điểm ai thuyết phục ông cũng vô ích theo quan điểm của Lâm Bưu Mao Trạch Đông không còn tin tưởng mình nữa Mao chỉ muốn ông viết kiểm điểm Để gạn ông sang một bên Ông quyết không cho Mao Trạch Đông cơ hội như vậy Xem ông sẽ làm gì Mao Trạch Đông ngày càng mất kiên nhẫn Trước việc Lâm Bưu không chịu kiểm điểm Nên áp dụng các biện pháp Ném đá trộn cát đào chân tường Để gây sức ép với Lâm Bưu Nhưng Lâm Bưu vẫn án bình bất động Mâu thuẫn giữa hai người ngày càng sâu sắc Cuối tháng 10 năm 1970, Mao bị ốm, bệnh tình ngày càng trầm trọng, rồi chuyển sang viêm phổi. Do bác sĩ chăm sóc sức khỏe của Mao Trạch Đông đang ở ngoài Bắc Kinh, Chu Ân Lai đã cử ba bác sĩ chuyên môn khác đến để trần trị cho ông. Mao Trạch Đông nổi giận, ông ta nói họ được Lâm Bưu cử tới và chữa bệnh theo lệnh của Lâm Bưu. Mao hai tay đấm ngực và nói: Lâm Bưu có lẽ hy vọng phổi của ta bị thối rữa. Lâm Bưu càng không chịu kiểm điểm, Mao Trạch Đông càng bất bình. Mao có linh cảm rằng một người kế vị hợp pháp như Lâm Bưu sẽ không chỉ ngăn cản lý tưởng cách mạng văn hóa của ông tiến xa hơn, mà còn có thể phủ nhận hoàn toàn nó. Trong một thời gian khá dài sau đó, trong lòng Mao Trạch Đông đầy bồn chồn và lo lắng, thường cả đêm không ngủ được. Vì vậy Mao Trạch Đông đã chỉ thị Mao Viễn Tân, Còn Mao Trạch Dân, em trai Mao Trạch Đông, đưa ra tuyên bố quan trọng sự kiện Lư Sơn là một cuộc đảo chính không thành tại Hội nghị Công tác Kế hoạch Toàn quốc vào tháng 2 năm 1971. Tại sao Lâm Bưu bất thường chống lại ý chí của Mao Trịnh Đông cứng rắn như vậy? Sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập, tình hình các cán bộ cấp cao từ chối kiểm điểm sau khi bị Mao phê bình chưa từng xảy ra trước đây. Điều này có thể được giải thích từ cá tính và tâm lý của Lâm Bưu. Trước hết, Lâm Bưu tin rằng Mao nhất định sẽ không tiếp tục để ông kế nhiệm nữa. Việc kiểm điểm chỉ là gây cớ và lý do để nhà lãnh đạo đánh đổ ông. Lâm Bưu sức khỏe yếu. Sau hội nghị Lư Sơn Trung ương 2 khóa 9, ông tin rằng Mao Trịnh Đông sẽ không bao giờ tha cho ông. Đã thế, ông quyết không kiểm điểm xem nhà lãnh đạo có thể làm gì với mình. Cá tinh của Lâm Bưu vốn cực kỳ bứng bỉnh, Ông là ái tướng được Mao Trịnh Đông ngưỡng mộ và bảo vệ đặc biệt trong các phong trào chính trị trước đây Ông chưa trải qua cuộc chỉnh phong Diên An và các phong trào khác Cũng chưa trải qua chịu nhục chịu khổ lần nào Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa ông và các cán bộ cấp cao khác Lâm Bưu mất cơ hội hòa giải tốt nhất với Mao Trạch Độc Tuy nhiên đối với Lâm Bưu cục diện đã xoay chuyển tốt đẹp ngay sau đó Gần đến tháng 4 năm 1971 sau khi bốn đại tướng Hoàng Vĩnh Thắng, Khư Hội Tác, Ngô Pháp Hiến và Lý Tác Bằng ở văn phòng quân ủy nộp bản kiểm điểm của họ cho Mao Trạch Đông. Mao đã tiếp họ tại nhà của ông trong Trung Nam Hải, vui vẻ chấp nhận kiểm điểm của họ và nói Vấn đề này đối với tôi coi như đã kết thúc. Các đồng chí có thể chút bỏ gánh nặng, thoải mái mà công tác đừng suy nghĩ gì nữa. Cư hội tác đã kể lại trong hồi ký của mình rằng vào cuối tháng 7 năm 1971, tức hơn một tháng trước khi xảy ra sự kiện ngày 13 tháng 9 và hai tuần trước chuyến công du phía Nam, Mao Trạch Đông gọi Tổng Tham mưu trưởng Hoàng Bính Thắng đến nhà riêng mình chuyên tâm trao đổi về các vấn đề chuẩn bị chiến tranh chống Liên Xô. Điều này cho thấy chiến dịch phê Trần Trịnh Phong được phát động chống lại Lâm Bưu đã trôi qua. Lâm Bưu và tướng lĩnh của ông ta trong văn phòng quân ủy quả thực thấy nhẹ nhõm. Bốn tướng trong quân ủy Nhóm Hoàng vĩnh thắng cũng vui vẻ tổ chức tiệc mừng riêng. Tại sao Mao Trạch Đông lại từ bỏ cuộc điều tra Lâm Bưu vào đầu tháng 4 năm 1971? Sự nhượng bộ của ông Mao lần này khiến cho mọi người có hiểu, bởi vì trong 2 tháng trước đó, Mao Viễn Tân vẫn còn phát biểu ở hội nghị công tác kế hoạch toàn quốc với giọng điệu và phong cách của Mao Trạch Đông, công khai tuyên bố chuyện xảy ra tại hội nghị Lư Sơn là một cuộc đảo chính không thành lý do tại sao cuộc đảo chính này không thành là do nội bộ các người phối hợp không tốt như mọi người đều biết Mao Viễn Tân vẫn là một nhân vật nhỏ trong đảng nếu không được Mao Trịnh Đông chỉ thị ông ta sẽ không bao giờ dám công khai đánh giá hoạt động của phó thống soái Lâm Bưu tại Lư Sơn là mang tính chất mâu thuẫn địch ta tại một cuộc họp quan trọng như vậy của đảng tuy nhiên bản thân Mao Trịnh Đông khi đó đã xoay chuyển 180 độ vào lúc này thực sự đã làm yên mọi người Tại sao lại như thế Trên thực tế Mao Trạch Đông quả thật đã lâm vào thế khó xử Và tiến thoái lưỡng nan trong một thời gian dài Một mặt Mao còn thấy thái độ tiêu cực Thậm chí phản kháng của Lâm Bưu đối với cách mạng văn hóa Điều mà ông ta không thể dung thứ được Vì Lâm Bưu không chịu kỷ niệm bản thân Có nghĩa là nếu Lâm Bưu nắm quyền sau ông Chắc chắn cách mạng văn hóa sẽ bị phủ định Mặt khác nếu lâm bưu phải bị đánh đổ vì phê phán không nêu đích danh trương xuân kiều tại hội nghị Lư sơn lý do thực sự không thỏa đáng và cũng không thuyết phục được toàn đảng và nhân dân cả nước hơn nữa tư cách người kế nhiệm của lâm bưu đã được đưa vào điều lệ đảng giới tinh hoa quân đội phái lâm bưu đã đóng một vai trò quan trọng trong đời sống chính trị trung quốc thời kỳ cách mạng văn hóa phái cách mạng văn hóa trung ương như giang thanh và trương xuân kiều mà Mao tin tưởng hoàn toàn không có lực lượng để thay thế họ. Suy theo lẽ thông thường, bản kiểm điểm do bốn tướng ở văn phòng quân ủy đệ trình Mao Trịnh Đông cũng đã đủ thành khẩn. Đây cũng là lý do vì sao cuối tháng 3 năm 1971, Mao quyết định đẩy thuyền xuôi dòng và ngừng truy cứu Lâm Bưu. Về việc ông Mao tạm thời từ bỏ việc truy cứu và chờ đợi một cơ hội mới hay dừng lại ở đó và quay trở lại thể chế Mao Lâm đã được thiết lập trước đó chúng ta không thể biết được từ các dữ liệu hiện có. Ít nhất là từ dữ liệu hiện có từ tháng 4 đến tháng 8 trong gần 4 tháng, mọi thứ dường như đều ổn và đã trở lại trạng thái bình thường. 4 tháng này cũng là khoảng thời gian thư thái nhất của ông Chu Ân Lai kể từ khi bắt đầu cách mạng văn hóa. Chu Ân Lai thuộc phái thực dụng, hàng ngày có rất nhiều công việc cần người giúp đỡ. So với phái cách mạng văn hóa trung ương giang thành hiếu chiến, cấp tiến, quan hệ của ông ta với bốn tướng của văn phòng quân ủy khá ổn, khá tốt. Lâm Bưu luôn có mâu thuẫn với Giang Thành và Trương Xuân Kiều, những người thuộc phái cách mạng văn hóa trung ương. Giang Thành không ngừng đàn áp Chu Ân Lai. Những tướng lĩnh này trong quân ủy luôn giúp Chu Ân Lai giải bày. Trong hơn 3 tháng từ tháng 4 đến tháng 8, Hoàng Vĩnh Thắng, Ngô Pháp Hiến, Lý Tác Bằng và Khưu Hội Tác thường mời Chu Ân Lai ăn tối và nghỉ ngơi. Chu Ân Lai cũng bớt căng thẳng. Vì lý do này, bà Đặng Dĩnh Siêu, vợ Chuân Lai, cũng cảm ơn bốn tướng ở văn phòng quân ủy. Về lý mà nói, vấn đề này đến đây đã kết thúc, tuy nhiên có những điều không lường trước đã xảy ra. Bữa dạ hội ngắm đèn lồng vào ngày lấy mùng 1 tháng 5 trên lầu thành Thiên An Môn, vốn là một cơ hội tuyệt hảo để Lâm Bưu và Mao trực Đông hàn gắn mối quan hệ. Điều bất ngờ là Lâm Bưu từ chối tham dự buổi dạ hội ngắm đèn này do sự van xin khẩn cấp của Diệp Quẩn và cuộc điện thoại thúc giục của chú Lai mà ông phải miễn cưỡng đến dự. Lâm Bưu đến muộn hơn Mao Trường Đông, lạnh lùng ngồi đối diện với Mao ở phía đối diện, cúi đầu suốt không nói gì. Chỉ sau 10 phút liền rời đi mà không chào tạm biệt ông Mao. Ngay cả nhiếp ảnh ra cũng không có cơ hội chụp được bức ảnh chung giữa hai nhà lãnh đạo Mao Lâm. Mao chủ Đông đã kết thúc xử lý những người trong phái quân ủy một tháng trước và cuộc phê trần Trình Phong cũng đã kết thúc. Đây lẽ ra là một điều tốt đẹp để làm cho Lâm Bưu vui mừng. Lâm Bưu nên bày tỏ lòng biết ơn đối với Mao Trịnh Đông mới phải. Tại sao Lâm Bưu lại không bình thường như vậy? Lời giải thích có thể là sự oán hận của Lâm Bưu đối với Mao đã tích tụ quá sâu. Theo quan điểm của Lâm Bưu, ông vào sinh ra tử vì lãnh tụ tại hội nghị Lư Sơn và hội nghị 7.000 người. Ông đã nhiều lần cứu vãn tình thế khó xử về chính trị của lãnh tụ và rất tích cực trong việc thúc đẩy việc sùng bái lãnh tụ. Thế mà chỉ vì ông phê bình Trương Xuân Kiều không nêu tên, trước đó không xin ý kiến và được lãnh tụ cho phép mà Mao Trạch Đông xác định việc Lư Sơn là một cuộc đảo chính không thành. Mặc dù sau đó, ông Mao đã ngừng truy cứu và sự việc đã kết thúc nhưng nó giống như một đứa trẻ khóc to hơn sau khi được dỗ dành những oán hận bị kìm nén bấy lâu của lâm bưu cuối cùng đã bùng phát và cá tính cố chấp của lâm bưu lại một lần nữa bộc lộ một cách bướng bỉnh lâm bưu ngang nhiên lạnh nhạt với mao Trạch đông trên lầu thành thiên ăn môn chỉ để bày tỏ ý của mình với mao tôi lâm bưu là một bệnh nhân và tôi xin nghỉ phép một thời gian dài bất cần chính trị tôi đang dưỡng bệnh ở bắc đới hà không muốn trở thành người kế vị. Chính ông vào tháng 8 năm 1966 đã gọi điện kêu tôi đến Bắc Kinh, coi tôi là người kế nhiệm và đưa tôi vào điều lệ đảng. Tôi chỉ như thế đấy, ông có thể làm gì với tôi? Đối với một người mắc bệnh hiểm nghèo như Lâm Bưu, một người không quan tâm đến bất cứ điều gì trong cuộc sống, người dễ dàng mất kiểm soát cảm xúc của mình, sự bất mãn bị kìm nén lâu dài của ông đã bùng phát theo cách này. Tác giả tin rằng ngay cả bản thân ông ta cũng không thể kiểm soát được Có thể hình dung được rằng ông thậm chí có thể thấy khoái trá Sau khi đã giải tỏa được những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay Tuy nhiên đây quả thực không phải là thời điểm thích hợp để Lâm Bưu bùng đầu cảm xúc Mao Trịnh Đông rất sốc trước hành động của Lâm Bưu chơi lào thành tiền ăn môn Đối với Mao kể từ sau kể từ năm 1943 Ông ta chưa bao giờ nhận được sự đối xử lạnh nhạt như vậy của cấp dưới, đặc biệt là Lâm Bưu. Người được ông đưa vào danh sách kế tục mình, lại tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt đối với ông ta trước mặt quảng đại công chúng trên lầu thành Thiên An Môn. Nó chẳng khác nào sự khinh miệt và sỉ nhục đối với ông. Mao Trịnh Đông là người sáng lập ra nước Cộng Hòa, một lãnh tụ và chính khách vĩ đại, được nhân dân cả nước tôn sùng. Ông cũng là một người rất tự tôn khi ông đã muốn lùi lại một bước cho yên chuyện Thì đối phương đột nhiên trở mặt và làm nhục ông Mao Trịnh Đông cảm thấy hố ngăn cách giữa ông và Lâm Bưu sâu đến mức nào Không cần phải nói Phản ứng tâm lý đầu tiên của ông chắc chắn là Sau khi ông qua đời Lâm Bưu nhất định sẽ lật lại vụ án cách mạng văn hóa Chuyện này quyết không thể kết thúc Có thể nói 3 tháng từ ngày 1 tháng 5 năm 1971 đến trước bài phát biểu công du phương Nam vào đầu tháng 8, Mao Trạch Đông tuy cố nhẫn nhịn không phát nhưng trong lòng đầy mâu thuẫn. Theo hồi ức của những người thân cận với Mao Trạch Đông, đây là thời kỳ ông trong lòng chán nản nhất. Lâm Bưu hoàn toàn không phải là người kế vị lý tưởng của ông, nhưng không có lý do gì chính đáng để bị bỏ ngay một lúc tư cách người thừa kế của Lâm Bưu. Sau sự kiện thành Lầu Thiên An Môn ngày mùng 1 tháng 7, lâm mưu bình tĩnh trở lại và thấy hối hận, ông lo lắng mình sẽ chịu chung số phận với lưu thiếu kỳ. Giữa lúc căng thẳng và lo lắng, ngày 21 tháng 5, ông viết một bức thư cho Mao Trạch Đông mà ông chưa bao giờ gửi đi. Trong thư ông đề nghị với Mao Trạch Đông rằng các cán bộ cấp cao của đảng, bao gồm cả lãnh đạo thứ nhất và thứ hai các quân khu, hiện là ủy viên và ủy viên dự khuyết bộ chính trị đều sẽ thực hiện không bắt, không giam, không giết, không cách chức nếu chủ tịch đồng ý các quy định trên sẽ được truyền đạt tới mọi quân nhân đóng quân ở Bắc Kinh và các thành phố cần thiết và sẽ được định kỳ lặp lại trong khoảng thời gian nhất định để đảm bảo an toàn cho các cán bộ cấp cao. Bức thư không gửi này của Lâm Bưu thể hiện đầy đủ sự lo lắng và bất an nội tâm của ông. Tuy nhiên đề nghị của ông đưa ra trong bức thư này thực sự rất vô lý. Đặc biệt là đề nghị cần định kỳ truyền đạt nhiều lần đến từng chiến sĩ bảo vệ ở cơ sở rằng không xử phạt cán bộ cấp cao chẳng phải là muốn chiến sĩ từ chối mệnh lệnh bừa bãi sao bất cứ ai đọc được bức thư chưa gửi này cũng cảm thấy khả cả năng phán đoán chính trị yếu kém trí tuệ và khả năng tư duy của lâm bưu đã xa suốt đến mức nghiêm trọng trên thực tế lâm bưu đã mắc bệnh tâm thần trong những năm cuối đời có người đã giấu tên của lâm bưu và chỉ giới thiệu các triệu chứng của ông Bác sĩ ở bệnh viện tâm thần sau khi xem xét đã nói người bệnh đã bị nặng như vậy Sao không mau chóng đưa đến bệnh viện Giọt nước làm tràn ly Mao Trịnh Đông quyết định ra tay loại bỏ Lâm Bưu Hơn 2 tháng sau Mao Trịnh Đông thực hiện chuyến Nam Tuần Công du miền Nam Từ khi kết thúc chiến dịch Phê Trần Trịnh Phong vào tháng 4 năm 1971 Đến chuyến công du miền Nam vào tháng 8 Có thời gian 4 tháng Lý do của sự thay đổi đột ngột này là gì Lâm Bưu bỏ đi mà không chào tạm biệt Ma Trình Đông Trên lầu thành Thiên An Môn chỉ là một trong những lý do Điều này không phải nguyên nhân khiến Mao cuối cùng hạ quyết tâm loại bỏ Lâm Điều đáng chú ý là khưu hội tác đã tiết lộ một sự thực lịch sử quan trọng trong hội ký của mình Bản thân khưu hội tác không nói rõ thêm về chuyện này Tuy nhiên sự kiện này có lẽ là một bước ngoặt khiến Mao Trình Đông quyết định ra tay thành toàn Lâm Bưu đầu tháng 8 năm 1971 trước khi đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khóa 4 được triệu tập Thủ tướng Chuân Lai đã đệ trình lên Mao Trịnh Đông bản danh sách dự kiến các người lãnh đạo mới của quốc vụ viện và chính phủ hòa mới Trong danh sách đó vẫn có 4 người đã bị Mao phê phán là Hoàng Vĩnh Thắng Ngô Pháp Hiến Khư Hội Tác và Lý Tác Bằng Trong danh sách dự kiến do Chu Ân Lai đệ trình Hoàng Vĩnh Thắng đã trở thành phó thủ tướng thứ nhất của quốc vụ viện. Hưu hội tác sẽ phụ trách xử lý các công việc hàng ngày của quốc vụ viện. Ngô Pháp Hiến sẽ giữ chức phó chủ tịch ủy ban thường vụ đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc. Lâm Bưu sẽ tiếp tục là người đọc báo cáo chính trị trước dân chúng cả nước tại cuộc họp. Điều này có nghĩa là thế lực của phái Lâm Bưu đã tăng lên thay vì giảm đi. Trước hết về nguyên tắc bản danh sách dự thảo do Thủ tướng Chuân Lai đệ trình là không sai và mọi thứ đều phù hợp với nguyên tắc tổ chức và lô di chính trị. Điều này trước hết là bởi vì vấn đề của bốn viên tướng ở văn phòng quân ủy đã được xử lý và họ không bị trừng phạt thêm. Bản kỷ niệm của họ đã được Mao Trạch Đông thông qua, họ có thể nhẹ nhàng ra trận và làm việc bình thường. Xem xét từ địa vị hiện tại của bốn người, việc để họ đảm nhận các công việc của chính phủ là phù hợp chưa kể, Mao Trạch Đông đã đích thân triệu tập Hoàng Vĩnh Thắng tới nhà riêng cách đấy không lâu để thảo luận về một vấn đề lớn là chuẩn bị chiến tranh với Liên Xô. Thứ hai, cuộc cách mạng văn hóa đã đánh đổ gần như tất cả các cán bộ kỳ cựu trong hệ thống dân sự có thể làm việc, chẳng hạn như các ông Bành Chân, Bạc Nhất Ba và những người khác. Những người có thể làm việc bây giờ chỉ có thể là những thuộc hạ cũ, trẻ khỏe của Lâm Bưu trong văn phòng quân ủy. Chu Ân Lai cũng đã lớn tuổi Phải lo muôn việc hàng ngày Ông quả thực rất cần có người trợ giúp Và cả người kế nhiệm Tuy nhiên bản danh sách do Chu Ân Lai Gửi lên đã kích thích Mao Trạch Đông rất mạnh Mao nhận ra rằng Đằng sau ông sẽ là sự thống trị thiên hạ Của phe lâm bưu Tuy đây vốn là một khuôn mẫu chính trị khách quan Được tạo ra bằng cách Chính ông cho phép quân đội ủng hộ phái tả trong cách mạng văn hóa nhưng đó lại chính là điều mà mao trực đông hoàn toàn không muốn nhìn thấy vào lúc này theo quan điểm của mao trực đông nếu điều này tiếp diễn cuộc cách mạng văn hóa sẽ bị vứt bỏ một thành tựu trước đó bởi vì những người lính của phái lâm bưu từng bị ông phê phán này rõ ràng là không tương hợp với cánh giang thanh và trương xuân kiều tình thế như nước với lửa địa vị của những người hận thù cách mạng văn hóa sẽ tăng lên thay vì giảm xuống và sẽ nắm giữ đại quyền về đảng chính quyền và quân đội trong tay. Mao Trịch Đông trong lòng suy nghĩ làm sao để những người này không được phủ nhận thành quả của cuộc cách mạng văn hóa sau khi ông qua đời. Theo quan điểm của Mao Trịch Đông, đây là hậu quả tất yếu của việc không thanh trừng Lâm Bưu. Mao phát hiện ra rằng Lâm Bưu cuối cùng vẫn là người chiến thắng. Đúng vào thời điểm này, Mao biết được từ Hùng Hướng Huy, một người phụ trách trong bộ tổng tham mưu một thông tin rằng Bản báo cáo kiểm điểm của Hoàng Vĩnh Thắng trong cuộc phê trần Trình Phong đã không được gửi truyền đạt trong các cán bộ. Tài liệu cuộc họp báo cáo phê trần Trình Phong năm 1970, Trung ương phát hành hơn 60 bản báo cáo kiểm điểm của bốn viên tướng trong toàn quân. Tuy nhiên Hoàng Vĩnh Thắng ở văn phòng quân ủy và những người khác đã giữ lại, chỉ phát hành 7 bản. Phạm vi truyền đạt bản kiểm điểm rất hẹp qua đây có thể thấy rằng sự kiểm điểm của họ là giả dối. Điều này cho phép Mao Trạch Đông tìm ra bằng chứng chính xác về sự ngoan cố đến cùng của Hoàng Vĩnh Thắng. Đã tạo ra lý do trực tiếp tốt nhất để Mao Trạch Đông đánh đổ phe phái lâm bưu. Sự việc này có thể nói là giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Mao Trạch Đông là một nhà cách mạng và chính trị gia không bao giờ chịu thất bại. Vài ngày sau đó, ông đã đưa ra một quyết định trọng đại đó là trừ gian tận gốc lập tức nam Toàn ông sẽ đích thân đi về phía nam gặp các quan chức quân sự và chính trị quan trọng ở nhiều tỉnh thành khác nhau để chuẩn bị dư luận cho việc thanh trừng lâm bưu chuyến công du phương nam của mao trạch đông đột ngột được quyết định điều này khiến uông đông hưng chủ quản trung nam hải người quen thuộc với thói quen hàng ngày của mao trạch đông trong hồi ký sau này cho biết ngay cả ông cũng cảm thấy rất không bình thường trong chuyến công du phía Nam, Mao Chủ Đông lần lượt đến Vũ Sương, Trường Sa, Nam Sương, Hàng Châu và Thượng Hải. Đến nơi nào ông cũng nói chuyện riêng với các quan chức lãnh đạo giới chính trị và quân sự địa phương. Nội dung của các cuộc trò chuyện đại khái giống nhau đó là sự kiện Lư Sơn vẫn chưa kết thúc và vẫn chưa được giải quyết căn bản. Trong số họ, phe Lâm Bưu chủ trương phê phán Trương Xuân Kiều tại hội nghị. Chắc chắn phải có những con quỷ Và vẫn còn chỗ dựa phía sau Hội nghị Lư Sơn năm 1970 Là một cuộc đấu tranh giữa hai bên bộ tư lệnh Có người nóng lòng Muốn trở thành chủ tịch nước Muốn chia rẽ đảng Và muốn cướp chính quyền Mọi cuộc nói chuyện khi kết thúc Mọi người đều cùng nhau hát bài quốc tế ca Và 8 điểm kỷ luật 3 điều chú ý Rồi Mao Trịnh Đông yêu cầu những người được ông tiếp kiến Thảo luận ngay sau cuộc gặp đồng thời gửi ngay biên bản thảo luận của họ cho ông xem. Sau đó ông mới lên đoàn tàu đặc biệt đến điểm tiếp theo. Một trong những sự thực lịch sử đáng chú ý nhất trong chuyến công du phía nam của Mao Trạch Đông là sau khi Lưu Phong chính ủy quân khu Vũ Hán nghe Mao Trạch Đông chỉ trích Lâm Bưu, ông ta buột miệng hùa theo và nói rằng khi đại hội đảng toàn quốc lần tới được tổ chức nên đề nghị đồng chí Lâm Bưu công khai thừa nhận sai lầm của mình và viết tự kiểm điểm. Mao Trạch Đông rất thích thú khi nghe Lưu Phong nói thế, ông vỗ đùi nói: "Đúng vậy, phải làm như thế." Mao Trạch Đông yêu cầu Lưu Phong công khai Để xuất ý kiến này tại kỳ họp tiếp theo của ban chấp hành trung ương. Theo quan điểm của Mao, bằng cách làm này, ông sẽ có thể thấy Lâm Bưu phải kiểm điểm công khai trước toàn đảng và ông có thể nhân cơ hội này để đẩy thuyền xuôi dòng, gạt bỏ Lâm Bưu. Đây chính là mục đích mà Mao Trạch Đông muốn đạt được thông qua các phát biểu trong chuyến công du phía Nam của mình. Nhiều năm sau, khi Lưu Phong nhìn thấy khư hội tác được ra tù, ông ta nói với người đồng đội cũ rằng ông ta hối hận suốt đời về sự lỡ lời mà ông ta đã làm trước mặt Mao Trạch Đông khi đó. Bởi vì ông ta đã chủ động để mình bị kẹt giữa Mao Trạch Đông và Lâm Bưu. Nếu Lưu Phong không phát biểu để Lâm Bưu kiểm điểm tại đại hội đảng, Mao Trần Đông sẽ không để ông yên Còn nếu ông phát biểu như vậy Lâm Mưu sẽ không để ông yên trong tương lai Lưu Phong cho rằng Một nhân vật bé nhỏ như ông Bị kẹt giữa hai người khổng lồ Là định bệnh không có kết quả tốt đẹp Trong quá trình công du Mao nghe báo cáo từ Trình Thế Thanh Quan chức chủ chốt quân sự và chính trị tỉnh Giang Tây Và biết được một số hoạt động Đáng ngờ của Diệp quẩn vợ Lâm Mưu Theo hồi ký của Trương Diệu Tử Trung đoàn trưởng trung đoàn cảnh vệ trung ương và là vệ sĩ trưởng của Mao Trạch Đông thì Mao đã có một chút suy nghĩ sau khi nghe điều này Ông nheo mắt, nhịt ra ngoài cửa sổ mà không nói lời nào Ngoài ra tin từ chồng của Tạ Tĩnh Nghi nữ thư ký cơ yếu bên cạnh Mao Trạch Đông là Tô Đình Quân ở trong cổ cơ yếu không quân Cho Mao Trạch Đông biết qua Tạ Tĩnh Nghi rằng Lâm Lập Quả, con trai Lâm Bưu đã tham gia vào các hoạt động bất thường trong không quân Điều này khiến Mao Trạch Đông một lần nữa khẳng định phán đoán của mình là chính xác. Vì vậy, ông thay đổi quyết định từ Hàng Châu đến Thượng Hải ngay lập tức và chỉ dừng ở Thượng Hải trong thời gian ngắn nhất. Đoàn tàu đặc biệt của Mao Trạch Đông đã bất ngờ trở về Phong Đài, Bắc Kinh vào trưa ngày 12 tháng 9 năm 1971. Chính vào thời điểm lịch sử này, chiếc hộp Pandora và lâm bưu chân quý nhất đã được mở ra. Bản thân Lâm Bưu cũng không thể kiểm soát được, làm thế nào mà chiếc hộp Pandora này lại trở thành nội dung trung tâm của sự kiện Lâm Bưu và quyết định số phận của chính Lâm Bưu sẽ là nội dung của phần tiếp theo.